Và bây giờ thì xin mời quý vị cho một tràng pháo tay tiếp theo để cùng đón chào cặp vợ chồng thứ hai. Xin chào hai bạn. Mời hai em giới thiệu về mình. Dạ, chào anh Quốc Thuận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Phan Thị Thanh Xuân. Em năm nay 25 tuổi, em là nhân viên của trường mầm non. Còn em? Em tên là Trần Minh. Em năm nay 31 tuổi. Em hiện đang công tác nhân viên văn phòng. Mà hai bạn đến từ đâu? Dạ, hai em đến từ Đồng Tháp. Đồng Tháp hả? À, hai người cùng đến từ Đồng Tháp luôn. Dạ. Đồng Tháp mà ở đâu? Sa Đéc, Hồng Ngự hay là Thanh Bình? Ở huyện Hồng Ngự. À, hai em chắc có lẽ là quen nhau từ cái thời mà nhỏ xíu ở tại dưới Hồng Ngự đúng không? Dạ, hai em quen nhau cách đây khoảng hơn 2 năm. À. Do sự sắp xếp là mai của cô hiệu phó trường em, mà cô đó là bạn của ông xã em. Cái cô hiệu phó ngày hôm nay có lên đi tham dự không? Dạ không. Rồi, nhưng mà lần đầu tiên em gặp ảnh thì em ấn tượng gì về ảnh này? Nhìn ảnh xấu. Mắc cỡ. Nhìn ảnh già, nhìn ảnh lớn tuổi nên cũng không ấn tượng gì hết trơn á. Ừ. Dạ. Nhưng mà ngược lại trường em thì sao? Em cũng không ấn tượng gì. Đừng nói xấu chứ già. Không, không phải. Tại vì thấy vợ lúc đó không có phải là mẫu người của em. Tuy em xấu, em lớn tuổi thiệt, nhưng mà em cũng có cái mẫu hình, mẫu người của em. Nhưng mà lúc đó... Lúc đó mẫu người của em là như thế nào? Cao cao, dư dương. Cao cao chị Vân không? Hả? Dạ. Rồi cuối cùng thì làm sao mà hai bạn yêu không nhau? Không ấn tượng gì về nhau mà lại yêu nhau? Tại lúc đó em thấy mình cũng lớn tuổi rồi, với hai nữa được sự giới thiệu của bạn của mình là cũng là sếp của vợ em. Rồi em mới về nhà mới xin số điện thoại, em mới tối cái em nhắn tin nói chuyện chọc ghẹo chơi thôi, nhưng mà chọc biết cái thế nó thương thương. Ồ. Đến bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau? Hơn 2 tháng sau khi chọc ghẹo đó. Dạ, sau khi chọc ghẹo là em quánh dập dập cái là vô luôn. À Xuân, ảnh quánh dập dập là như thế nào? Anh nói chung là tắm cái công dồn dập mọi lúc mọi nơi, mọi thời gian địa điểm, anh không bỏ sót lúc nào hết trơn. Trời đất ơi, bây giờ tắm công coi như là mọi thời điểm luôn. Dạ, 24/24. Mà có dùng tiểu xảo, có dùng thủ đoạn gì không? Mọi thủ đoạn, mọi chiêu trò dùng hết. Cái gì kể đi. Nói chung là ở ngoài trường em trực chiến là 24/24, rồi chiều thì lên nhà em, mà mỗi lần lên là đi với thằng cháu. Đi là lên là mua chuột thằng cháu, là nói tốt cho cậu ở Úc, cậu Úc gì nè. Mà thằng cháu lúc đó cũng nghe lời đó, mới nói là cậu Úc tốt lắm. Mà đi lúc đó là anh quan tâm thằng cháu, anh xăm xấu thằng cháu đó. Cái mình nói trời, anh này anh thương cháu vậy chắc là ảnh cũng thương con. Chắc mẫu là người đàn ông của gia đình. Rồi anh đi chơi với cái với em là về sớm lắm chị. Hỏi sao về sớm, anh về anh ngủ với cháu để không có anh cháu anh ngủ không được. Mà thật sự vậy đi nhậu. Trời. Lúc đó em đâu có biết. Em nghe vậy em tưởng là chắc không có ảnh thằng cháu nhậu không được, nên ảnh về tranh thủ anh về. Dạ. À. Yeah. Trong lúc yêu đương gì có trơn tru không? Mới quen thì anh này thì anh lên anh đưa đón này kia, thì người ta mới đồn em là đang cặp với anh vốn mấy 50 tuổi, có đứa con 10 tuổi. Trời ơi. Sao đi chở thêm mấy gái nữa, cái qua tin qua ngày sau đồn thêm giờ thì có đứa con gái nữa. Dạ. Hồi sao chàng trai bị đồn như vậy có buồn không? Lúc ban đầu cũng hoang mang lắm, nhưng mà không, mình phải chứng tỏ là mình là người thiệt chứ không phải người giả. Mình thật lòng với vợ mình thì mình phải phấn đấu lên làm sao cho mình vợ hiểu. Thì em mới cố gắng lên, nó cũng may mắn cho em mà nhờ cái những cái tiếng đồn đó mà em mới cưới vợ em được sớm đó. Như vậy là phải cảm ơn cái thằng cha nội đồn đó. Rồi nó nghe nè, cái lúc yêu nhau đó thì ảnh có lòi tật xấu ra không? Dạ không, thời gian ngắn quá bởi vì ảnh nhém dễ lắm chị. Ủa nhưng mà có ai tiếp tay ảnh nhém với cái tật xấu đâu? Có cháu, rồi nói chung là đồng nghiệp của em, nói chung là bạn bè là tiếp tay cho ảnh hết luôn. Vậy hả? Dạ. Coi như giếm hết. Cha này cho lót đường dữ dằn luôn. Dạ. Vậy là giờ kể luôn đi, vô cái mục mà gọi là kể tật xấu đi. Sau khi mà lấy nhau rồi thì có tật xấu không? Dạ tật có. Xấu lòi ra như thế nào? À, thứ nhất là mê nhậu hơn mê vợ. Từng là em nói chị 7 bữa là nhậu hết 6 bữa cộng. Là cái bữa mà cộng đó là bữa nào vợ dặn tình hình chiến tranh đang căng thẳng thì về, không là nhậu luôn cái bữa 60 cộng đó đó. Dạ. Cái ngày nào cũng nhậu, nghe mùi rượu mình bực mình chị. Như là về cái đi làm về trễ rồi nhậu nữa, cái về cái khuya không có cái thời gian cho vợ cho con nên cũng khó chịu. Dạ. Thứ hai là đi chơi đi hay đi đám tiệc mà có hát hò này kia là không có chịu về. Chừng nào hát được, cầm được cái mi rồi ca được rồi mới về mới ngủ được. Còn không là đi đám về mà kêu anh hối anh về mà anh chưa được là anh vô mùng anh ngủ, rồi mà anh tức anh gạo gực anh ngủ không có được. Trời ơi. Bây giờ chị đi nè, nó nghe nè.
người đàn ông có tâm hồn văn nghệ, hiểu không? Bây giờ đi tiệc là phải hát, đúng không? Bây giờ bữa nay rõ ràng là bữa nay nó giống như một cái tiệc rồi, đúng không? Thôi hồi nãy giờ tôi nhìn thấy ổng, tôi thấy ổng ngồi cứ nhấp nhổm không khó chịu làm sao đâu á. Bây giờ mọi người có muốn nghe anh hát không? Bây giờ mình hát thử bài nghe chơi coi. Không, em hát hai khúc tặng vợ cho bớt nói xấu rồi em chút. Yêu anh thì em yên tâm, không trai gái khiến cho em buồn. Anh nói rằng anh yêu em, không thuốc lá thu vui rượu bia. Có anh đây cứ an tâm, có anh rồi cuộc đời anh lo. Hãy an tâm cứ vui đi, thời gian này giờ là cổ tiên. Wow. Trời ơi. Nghe anh này hát xong tự nhớ cái bài mà Mr. Bean hát luôn nè. Anh Bean cũng có cái bài đối lại vui lắm. Ngày mai tôi đã lấy vợ rồi. Các chiến hữu của tôi ơi, đừng dù dê tôi nữa nhé. Tôi có vợ là tôi ngoan rồi. Rồi đó. Các chiến hữu của tôi ơi, từ nay xin gác kiếm thôi. Để vợ buồn là xong phim luôn. Trời ơi. À, có nghĩa là trong mắt ảnh em là cô tiên đó. Yeah. À, thì đúng rồi, ông nhiều tật xấu, ông lấy vợ đẹp chắc vậy có mà. Lẽ là cái lúc mà ông cưới vợ rồi chắc là gia đình dòng họ chắc mừng lắm đúng không? Dạ vui. Vui. Anh, vui nhất là em đã cưới vợ. Anh tưởng em bị ới, ngờ đâu có cô này cưới. Rồi tới phiên mình, vợ em có cái tật xấu không? Không, vợ em thì không có xấu, nhưng mà có cái tánh là dặn lên là không có nói chuyện. Em hỏi cái gì cũng không trả lời, em bực bội lắm. Càng im lặng em càng dặn. Mà em dặn em nhìn thôi, thấy chị thích thấy tội nghiệp. Thương cái quay ra ôm cái năn nỉ. Mà năn nỉ gì nào chị nói chuyện thôi, mà chị bực quá cái nghĩ. Nghĩ hơi cái ngầu đi ra ngoài, hơi cái vô cái thấy chị còn buồn nữa, cái năn nỉ nữa. Năn nỉ gì nào là hết dặn thôi, mà chị không nói chuyện, chỉ dặn vô nhìn với hình sự đó. Rồi không có nói chuyện, bức im lặng hoài đó, như bị trầm cảm vậy. Thôi vậy mong muốn vợ mình thay đổi. Thay đổi thì khi mà có dặn em thì cứ nói chuyện, nói cho hết ra đi, chứ đừng có im lặng hoài, em sợ chị bị trầm cảm. Rồi tới Xuân, mong muốn ông xã mình thay đổi điều gì? À, mong muốn là gì nhất đó là ảnh bớt nhậu lại, quan tâm tới dành thời gian cho vợ cho con nhiều. Trời ơi, vì hai cái này đơn giản quá mà. Coi như là em bớt nhậu là bên đây không có giận. Vậy thôi, bên đây không có giận là chừng nào bên đây bớt nhậu. Đúng không? Có đó đơn giản quá. Em hát cái phần 1 á, phần 1 á. Từ ngày mai không còn cà phê, không còn thuốc lá, không còn bóng đá. Ừ tôi tu rồi đó. Từ ngày mai không còn bia lon, chỉ là cơm ngon như chuyện cổ tích. Vì tôi yêu vợ tôi lắm. Đó. Bớt lại nha. Dạ. Ok, xin cảm ơn em nghe. Chúc tụi em hạnh phúc nha. Và bây giờ là đến phần kiểm tra hiểu ý và bốc thăm may mắn. Chúng ta có 4 phần quà đặc biệt như sau. Trước tiên đó chính là một bộ voucher sản phẩm Việt Honey trị giá 2.300.000 đồng. Quý khách có thể lựa chọn các sản phẩm của Việt Honey như mật ong, sữa ông chúa, nghệ viên mật ong. Và món quà thứ hai đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú, được sản xuất từ 100% nguyên liệu cao su thiên nhiên, do công ty cổ phần cao su kỹ thuật Đồng Phú thành lập, thành viên tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam sản xuất. Món quà thứ ba đó chính là một suất chụp hình kỷ niệm cho cả gia đình trị giá 6 triệu đồng, áp dụng tại hệ thống của thương hiệu áo cưới cao cấp Allen. Áo cưới Allen cho hạnh phúc vẹn tròn. Và món quà thứ tư đó chính là một miếng cước chui nồi kèm theo một cặp vé xem kịch tại sân khấu của chị Hồng Vân tài trợ. Và bây giờ là phần kiểm tra hiểu ý. Mời các bạn đau lưng lại với nhau và nghe kỹ câu hỏi của tôi nha. Vợ của bạn nấu món gì ngon nhất? Vợ của Nam nấu món gì ngon nhất? Mở ra. Cá kho. Cá kho. Vợ của Trần Minh nấu món gì ngon nhất? Rồi, mở ra cưng. Thịt nướng, lẩu, trời ơi. Vợ chồng Nam sẽ được ưu tiên chọn một trong 4 thùng quà này. Hãy chọn màu đi. Đỏ. Màu gì? Đỏ. Màu đỏ. Vâng. Vợ chồng Minh màu gì? Màu vàng. Vâng, tôi màu hồng cho nó nam tính. À. Rồi, xin mời các bạn bước lên thùng của mình.
Quốc Thuận và chị Vân sẽ là cặp đôi mở trước. Mời quý vị cùng điểm 1, 2, 3 nào. Đừng mở. Mời quý vị, chúng ta hãy đếm nào. Cùng mở nha. 1, 2, 3, mở. Wow. Như vậy là khán giả khi mà xem chương trình Vợ Chồng Son tuần này sẽ có cơ hội nhận được một phần thưởng, đó chính là một bộ sản phẩm gối cao su Đồng Phú. Tuy nhiên để nhận được sản phẩm này thì chúng ta phải trả lời được câu hỏi của chị Hồng Vân đưa ra. Và câu hỏi đó như sau: người chồng ở cặp đôi thứ nhất là người nước nào? A. Pháp, B. Hà Lan và C. Cộng hòa Séc. Quá dễ. Và câu thứ hai là có bao nhiêu người trả lời đúng giống như bạn? Ừ, không dễ chút nào. Kính thưa quý vị, chương trình Vợ Chồng Son hân hạnh nhận được sự tài trợ của nhãn hàng Mask Hair, viên uống mọc tóc ngăn ngừa rụng tóc. Và bây giờ thời lượng của chương trình chúng ta đã hết rồi. Chúng ta tạm thời chia tay nhau và chắc chắn sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Ảnh ăn chay, em ăn chay, hai đứa giống như ông bà chồng già. Thường là bà cứ để em chủ động không à. Rồi để em chủ động xong thì là cảm giác như là không có thích. Em cảm nhận như gặp ở đâu đó nhưng mà không nhớ ra. Anh mỏi chân quá cho anh ngồi tí đi. Ông này sao mà sổ sàng quá vậy trời. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào hàng tuần tối Chủ nhật lúc 22 giờ trong chương trình Vợ Chồng Son trên kênh HTV7.